Vâng ạ, thời xa xưa thì nghĩ đến một chiếc xe ô tô thì thực sự là quá xa vời luôn mọi người. Vì là một chiếc xe ô tô thì nó cũng có cái giá trị vài trăm triệu rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì thực sự là ô tô nó quá là rẻ, chỉ có vài chục triệu thôi, nhiều khi còn rẻ hơn cả một chiếc xe máy cơ. Bây giờ thì ô tô nó rất là thông dụng và nhiều dòng xe, nhiều mẫu mã, giá tiền thì nó rất là rẻ thôi. Đấy. Có con xe thì nó chỉ tầm khoảng 3-40 triệu. Đấy, thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người xem những cái dòng xe cửa tiền rất là ít mà chúng ta mua hẳn được những chiếc xe đời cao 2018, 2019, 2020 mọi người nhé. Vâng, nếu bà con mình đang có nhu cầu quan tâm về một chiếc xe ô tô để phục vụ gia đình thì hãy alo cho em qua số hotline là 0397 265 286. Đặc biệt mọi người xem thì nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp em. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người xem những cái dòng xe phân khúc hạng A, những mẫu xe hatchback thì em đang có như là Morning E10 này, ấy, Spark này, BED này, ấy, rất là nhiều dòng xe thông dụng mọi người nhé. Gia đình cũng có và dịch vụ cũng có, tự động này và cũng như dòng xe số sàn, ấy, nhập và Việt, ấy, rất là nhiều luôn. Trước khi vào báo giá thì cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể mọi người đã luôn luôn ủng hộ theo dõi kênh mua bán của em trong suốt thời gian vừa qua nhé. Thì bây giờ em sẽ không để cho mọi người mất thời gian nữa, em sẽ đi quay báo giá đời, đấy, giá tiền của từng mẫu xe, nội thất bên trong và bên ngoài để mọi người có thể tham khảo. Đây là một số mẫu xe em bán rồi này, i10 tự động 24 bản chấm 2, Kia Morning 2010 18 mọi người nhé, đã bán rồi đấy. Vâng, chiếc đầu tiên là một chiếc xe Kia Morning màu vàng chói lọi này, được sản xuất năm 2016 mọi người nhé, 2016. Chiếc xe mang biển Hải Phòng 15A 93594, biển khá đẹp đây. Đấy. Thì với chiếc xe Kia Morning này thì mọi người xem này, lốp rất là dày luôn mọi người ạ, lốp cực kỳ dày nhá. Đăng kiểm tháng 5 2024. Vì với chiếc xe Morning này, đấy, trước đây thì nó có dịch vụ mọi người nhá, xe thì có dịch vụ rồi. Và đặc biệt thì đã được gia tên tư nhân. Nội thất thì ghế sàn đã được thay mới ạ, chứ còn nguyên bản của nó phải là ghế màu xám cơ. Màn hình Android, cam hành trình trên đây, trần vẫn là trần nỉ mọi người nhé. Đấy mọi người, tầm tiền chúng ta ít ít mà muốn mua chiếc xe đời cao thì những dòng xe phân khúc hạng A này nó là quá hợp lý để chúng ta có thể tham khảo và suy nghĩ đây. Đấy, lốp đây ạ mọi người xem này, lốp rất là dày mọi người nhé. Và giá bán hiện tại thì chỉ có 175 triệu đồng thôi. Đấy, 2016 đời tương đối cao mà chỉ có 175 triệu mọi người nhé. Cam kết cho mọi người là xe thì không bị tai nạn ngập nước. Tiếp tục đây là một chiếc xe Cherry Spark gia đình mọi người nhé, 2010, biển 19 Phú Thọ 19A15016 ạ. Thường thường thì những dòng xe Spark là những dòng xe taxi dịch vụ ra. Nhưng đặc biệt đây là một bộ xe gia đình. Bên trong phần nội thất này, đấy, bộ ký nỉ nguyên bản đây, vô lăng hai chấu đây. Cũng có màn hình đầy đủ mọi người nhé. Trần vẫn là trần nỉ. Với dòng xe Spark 0.8 thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe nó rất là ít thôi mọi người. Chỉ tầm khoảng 4 lít rưỡi thôi mọi người ạ. Đấy, 4 lít rưỡi thôi. Xe gia đình như là cửa giả đóng lại biết ngay. Nguyên bản của dòng xe Spark là sẽ được trang bị nan đăng sắt nguyên bản theo xe. Con này chủ xe họ mới lắp thêm cái màn hình cam lùi thôi. Giá bán hiện tại là 76 triệu Spark 2010. Một chiếc xe gia đình mọi người nhé. Đấy, xe gia đình. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning số tự động được sản xuất năm 2007. Nếu mà chúng ta so sánh một chiếc xe Spark và một chiếc xe Morning nhập thì nhiều người họ sẽ lựa chọn dòng xe Morning nhập hơn. Đấy. Tại vì là dòng xe nhập thì dù sao tôn vỏ nó sẽ đậy, chạy đầm hơn. Và với dòng xe Morning máy 1.0 nó sẽ được trang bị 4 máy nên là tương đối khỏe mọi người nhé. Đấy, tương đối khỏe. Và đây là chiếc xe Morning bản đủ, nó được trang bị nan đăng đúc này. Và có cả khóa khiển theo xe là nguyên bản luôn mọi người. Đấy. Bên trong nội thất ghế da hai màu đỏ đen. Đây, màn hình cam lùi này. Đấy. Trần thì được lên trần da rồi mọi người nhé. Thì với chiếc xe Morning này, đấy, em đang bán thì nó cũng chỉ xem với dòng xe Spark thôi. Xi nhan thích hợp đây. Đăng kiểm thì đến một tháng nữa là hết. Nếu mọi người lo ngại đăng kiểm thì em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới và giá của nó đây. Đấy. 89 triệu đồng cho mẫu xe Kia Morning nhập khẩu 2007 mọi người nhé, biển Hà Nội. Mọi người để biển Hà Nội này sử dụng cũng ok đấy ạ. Đấy, tại vì là bây giờ tập lái thì chúng ta đi đường trường vài trăm cây, 800 đường trường và 800
800 đường trường ban ngày và 800 đường trường buổi tối. Thì với những dòng xe này chúng ta mua về tập lái để cho tay lái người ta cứng cáp hơn nhé, thì biển Hà Nội cũng rất là lợi thế luôn đấy. Vâng, tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning bản SI bản đủ mọi người nhé, sản xuất năm 2016, biển 35 Ninh Bình. Thì với dòng xe Morning bản SI bản đủ nó sẽ có một dải đèn LED, đèn bi này và trang bị na đăng đúc nguyên bản để mọi người, hệ thống xi nhan Trinh Khương, đăng kiểm đây đấy, gần hết đăng kiểm rồi mọi người ạ. Đặc biệt với dòng xe Morning bản SI bản đủ thì nó sẽ có điều hòa auto, vô lăng thích hợp, bộ ghế dài là nguyên bản của nó mọi người nhé, trần nỉ đây. Và xe đương nhiên là bản đủ nó sẽ có hệ thống túi khí an toàn đấy, có hệ thống túi khí an toàn, có ABS đầy đủ. Với chiếc xe Kia Morning bản SI này thì em đang trong quá trình cắt lỗ rất là sâu đấy mọi người, cũng chỉ có 235 triệu thôi đấy. Kia Morning bản SI bản đủ 2016 mọi người nhé, đấy 2016 đây, đấy, tháng 8 2023 gần hết. Nên mọi người yên tâm, em sẽ đăng kiểm mới nếu trường hợp mọi người cần hỗ trợ đấy, để em đăng kiểm cho nhé. Và tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning màu đỏ, biển Hải Phòng 15A28523. Với chiếc xe này được sản xuất năm 2016 mọi người nhé. Xe dịch vụ nhưng đặc biệt là lợi thế là màu đỏ xịn nguyên bản, được trang bị na đăng phay này, đây là chủ xe độ thêm. Đây là một chiếc xe Kia Morning bản Pay đấy, trên là nó sẽ không có hệ thống túi khí ABS đâu ạ. Nhưng đặc biệt nhất là cái bộ ghế da là nguyên bản của nó đây mọi người xem này. Đấy, bộ ghế da nguyên bản của nó mọi người nhé. Mặc dù là dịch vụ đấy, nhưng mà xe cũng còn khá là chất lượng. Thì với chiếc xe Morning này em đang bán chỉ có 185 triệu đồng thôi mọi người. Đấy, 185 triệu. Kia Morning 2016, dịch vụ màu đỏ xịn nguyên bản không đổi màu. Tiếp tục đây là một chiếc xe Chery Spark 2010 màu xanh biển Hà Nội 29A04063. Thì với chiếc xe Spark này đấy, mọi người mua về để chúng ta tập lái 90 tránh nắng một thời gian đi ạ. Lấy chúng ta sẽ không phải mất nhiều cái chi phí mà chúng ta mua một chiếc xe đời cao nhiều tiền đấy, thì nó xước sát thì chúng ta sơn tỉa nó kia đi ạ, nó rất là sót. Thì với những dòng xe vài chục này nó rất là hợp lý cho mọi người đấy. Đây, cái ghìa của nó đây. Đấy. Màu xanh nói chuối mọi người nhé, biển Hà Nội. Và giá hiện tại thì chỉ có 76 triệu thôi. Với dòng xe cỏ vài chục triệu như thế này thì em chỉ gọi là bớt lộc lã thôi mọi người nhé. Bớt lộc lã một chút thôi, chứ còn không bớt được nhiều nữa. Và bên cạnh đây là một chiếc xe Spark Van mọi người nhé. Đấy, xe Spark Van biển 15D00357. Thì với dòng xe Spark Van biển D, đấy, nó chỉ đăng ký 2 chỗ thôi. Đặc biệt con này là form siêu nhân mọi người. Đấy, form siêu nhân. Thường thường thì dòng xe Spark là mọi người cứ nghĩ là dòng xe thương hiệu của Mỹ. Đấy, bản Việt. Nhưng đặc biệt đây là một chiếc xe nhập Hàn mọi người nhé. Đây bên trong phần nội thất này. Đấy. Có màn hình cam lùi, cam hành trình, có cả túi khí an toàn. Trần thì được lên trần da mát mẻ rồi. Và giá của chiếc xe này là 129 triệu thôi. Cho chiếc xe Spark Van 2011 mọi người nhé, 2011 form mới, form siêu nhân. Tiếp tục đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014, biển 11 là Cao Bằng. Thì với chiếc xe này là một chiếc xe nhập Ấn mọi người nhé. Xe thì dịch vụ ra, đấy, được trang bị bộ ghế nỉ nguyên bản này, đấy, bộ ghế nỉ nguyên bản. Đây, vô lăng 3 chấu này, đấy. Màn hình Android, cam hành trình, đấy, bộ ghế nỉ của nó đây. Đấy, trần cũng vẫn là trần nỉ mọi người nhé. Xe thì dịch vụ ra và giá bán hiện tại là 175 triệu đồng thôi. i10 2014 dịch vụ tư nhân rồi. Và tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Grand i10, xe gia đình, biển 28, form là form mới mọi người nhé, 29 đặc biệt bản 1.2. Đây là mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này. Đấy. Cam kết cho mọi người là xe đẹp. Với form của 2019, bộ ghế da được trang bị hai màu đỏ đen. Có trang bị lót sàn 3D thảm để chân đi kèm rồi. Trước đây em bán là 296 triệu nhưng bây giờ đấy, hôm nay em bán với giá chỉ có 265 triệu thôi. Được trang bị trần da 3D mọi người nhé. Đấy, trần da 3D.
i10 thì bắt đầu từ 2017, form mới thì nó không phải dòng xe nhập Ấn nữa, nó chỉ là dòng xe bản Việt thôi mọi người nhé. Đấy, bản Việt. Thì con này là 2019 cũng là bản Việt thôi, biển 28 Hòa Bình, 265. Dạ vâng, tiếp tục chiếc xe màu màu kem này, biển Thái Bình, 17A16262. Con này hình như là sản xuất năm 2016 thì phải. Đấy, cũng đã được lên ta đăng file rồi mọi người. Đặc biệt là độ xi nhan trên gương, giá cũng chỉ có hơn 100 triệu thôi. Bên trong phần nội thất thì nó đây ạ, đấy, bộ ghế da này, vô lăng đây. Xe thì dịch vụ da mọi người nhé, cái màu này chắc chắn là màu của taxi đổi màu da rồi. Đấy. Màu này chắc là màu màu trắng đổi da, đấy, chắc là màu trắng đổi da thôi. Bây giờ là họ sơn cái màu kem bơ đấy mọi người ạ. Đấy. Tay nắm mở cửa đã nước ốp inox mạ chrome rồi. Đăng kiểm để xem nào. Tháng 6 thì con này là hết đăng kiểm rồi mọi người ạ. Đấy. Hết đăng kiểm nên mọi người yên tâm, em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới. Mau link. Và với chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014 này thì xe có dịch vụ mọi người nhé, dịch vụ tư nhân rồi, biển Thái Bình. Thì với con i10 này, so sánh với một số những chiếc xe i10 hiện tại đang có ở bãi thì con này đang bán với cái giá rất là rẻ với mọi người ạ. Một số con bán là 175, 185. Thế nhưng con này, đấy, em bán với giá chỉ có 165 triệu đồng thôi mọi người ạ. Đấy, 165 mọi người nhé. i10 2014, xe thì dịch vụ ra. Đấy, tư nhân rồi, màu trắng mọi người nhé. Với dòng xe i10 thì máy chỉ có 1.0 thôi, trang bị 3 máy. Nên là mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe rất là ít, chỉ tầm khoảng 5 lít thôi trên 100 cây. Để chúng ta chạy ngoài đường trường ấy, thì nó cũng không đến 5 lít đâu, tầm khoảng hơn 4 lít thôi. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning, xe gia đình này 2019 ạ. Thì con này đời tương đối cao đây mọi người. 2019 nhá. Xe gia đình không dịch vụ, một chủ luôn, bao zin cho mọi người. Giá bán thì chỉ có 250 thôi ạ. Đời trang bị bộ ghế da nguyên bản của nó đây mọi người xem này. Đấy. Vô lăng đẹp đấy ạ, rất là đẹp nhá. Màn hình Android, trần nỉ bọc ni lông. Con này thì máy zin, đấy. Máy zin, keo chỉ zin hết luôn. Một chủ mọi người nhé, một chủ xe gia đình 250 triệu cho chiếc xe Kia Morning 2019. Đấy, một mẫu xe gia đình. Đặc biệt con này đăng kiểm giá hơn 2 năm nữa mới hết đăng kiểm, và phí đường bộ của nó sẽ là 1 năm mọi người nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe tập lái 90 chính nắng Cherus Spark 2011, biển 29A23082. Đấy. Thì với chiếc xe Spark này em đang bán với giá chỉ có 83 triệu đồng thôi. Đây mọi người bên xem bên trong này, đấy 83 triệu nhé. Trần được lên trần da 3D rồi, đấy. Mọi người để biển Hà Nội lại sử dụng cũng ok đấy ạ. Được trang bị lên da nanh đúc rồi. Màu trắng biển thủ đô, đăng kiểm đến tháng 7 2023 và giá là 83 triệu. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning bản SI bản đủ này, được sản xuất năm 2016 mọi người nhé. Màu kem bơ biển Hà Nội 30F23740. Với chiếc xe này, đấy, dàn đèn LED, đèn bi đầy đủ này. Và đặc biệt là 2016 là chưa la đăng phay đâu, nhưng là việc này đã được lên la đăng phay của 2017. Hệ thống xi nhan trên gương, đăng kiểm đây ạ. Đấy, mới đăng kiểm rồi mọi người nhé. Bên trong phần nội thất thì cái bộ ghế da nó cùng tông với lớp sơn bên ngoài đây. Điều hòa auto, Morning SI bản đủ sẽ có điều hòa auto, cam hành trình chủ xe lắp, màn hình là chủ xe lắp luôn. Đấy, trần nỉ bọc ni lông. Thì với chiếc xe Morning này, đấy, mọi người khu vực Hà Nội thì mua con này chúng ta sẽ không phải mất chi phí 20 triệu tiền biển nữa. Giá bán của con này thì chỉ có 235 thôi. Đấy, rất là rẻ luôn mọi người. Lốp thì cũng tương đối ạ. Đây, lốp tương đối nhé. Đăng kiểm đến tháng 6 2024 thì mới đăng kiểm đây rồi. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning, màu này là màu đỏ mận mọi người nhé, 2015. Con này là dịch vụ ra rồi, rút hồ sơ. Em mọi người chỉ việc sang tên thôi và cũng đã được lên đăng phay rồi. Giá bán thì chỉ có 150 thôi mọi người ạ, rất là rẻ. Đấy. Rất là rẻ luôn nhé. Đấy, 150 cho chiếc xe Kia Morning 2015.
Đấy, màu đỏ mận mọi người nhé. Với chiếc xe tập lái tránh mưa tránh nắng mang biển Hải Phòng, biểu tượng của Toyota, thì đây là một chiếc xe BED được sản xuất năm 2011 với khối động cơ 0.8 mọi người ạ. Trước ngày thì nó có, mặc dù là dòng xe nhập chung nhập đài đấy ạ, thế nhưng mà tính năng của nó thì hiện đại hơn là những dòng xe Spark đấy. Có nguyên bản là đa năng đúc này đấy, có cả túi khí an toàn, hiện đại hơn Spark đấy, nhưng mà giá thành thì nó cũng chỉ ngang ngửa dòng xe Spark thôi, chỉ có 86 triệu 2011 mọi người nhé. Dạ vâng, tiếp tục phía ngoài đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 được sản xuất năm 2016 biển Thanh Hóa này đấy. Cái này đã được lên na đăng đúc mọi người nhé, na đăng đúc đây, đăng kiểm tháng 11/2023. Thì với chiếc xe i10 này đấy, cũng là dịch vụ ra rồi mọi người, 2016 vẫn là dòng xe nhập ấn, bên trong phần nội thất đây, một chiếc xe i10 bản thiếu và một chiếc xe i10 bản đủ thì nó cũng sẽ có nhiều cái điểm khác biệt mọi người nhé. Đấy, nhiều cái điểm khác biệt. Con này trước đây em bán là hơn 200, đấy 200 lẻ đấy ạ. Thế nhưng mà bây giờ em đang bán với giá chỉ có 185 triệu đồng thôi mọi người nhé. Đấy, 185 triệu i10 2016. Đấy, xe thì dịch vụ ra. Và tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Grand i10 nữa, con này cũng mới về cửa hàng bên em thôi. Sản xuất năm 2016 mọi người nhé, biển Hải Phòng 15A31193. Đấy, con này thì là cũng là dịch vụ ra rồi mọi người. Đấy, xe thì cũng là dịch vụ ra rồi. i10 thì đa số là những dòng xe taxi dịch vụ ra và giá cũng chỉ có hơn trăm thôi. Đấy, trần nỉ bọc ni lông này, nội thất đây, màu bạc mọi người nhé, màu bạc. Xe được trang bị na lăng sắt nguyên bản theo xe này, biển Hải Phòng 15A31193 và giá bán cũng chỉ có hơn trăm, hình như là 186 triệu thì phải. Dạ vâng, vừa rồi thì em cũng đã tranh thủ đi báo giá cho bà con cô bác xem những dòng xe phân khúc hạng A, là những mẫu xe tầm tiền ít mà chúng ta sở hữu ngay, những dòng xe đời cao đấy. Đấy, nếu mọi người đang có nhu cầu thì hãy alo cho em qua số hotline là 0397265286 nhé. Đặc biệt bà con xem nhớ like, đăng ký, chia sẻ giúp em. Và bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.